Xin chào các bạn, video này thì mình có một số cước câu nhặt bãi, giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Đây là mẻ đầu tiên này nhé các bạn. Mẻ số 1 thì mình gồm có cuộn này là cuộn 0.6 này, nó để là 10m, 350 yên nhé các bạn. Cái này người ta có sử dụng rồi nhé, nó còn một ít như thế này. Mấy cái loại dây cước này người ta làm chất lượng cao lắm nhé, nó để có 10 mét thôi này. Mà tới 350 yên này, 0.6 nhé. Hồi này cũng là 0.6, 0.128mm nha, 10 mét. Cái này nó cũng còn ít, có sử dụng nữa. Hai nha. Rồi cái này là số 1 này, 10 mét. Mình còn mở luôn nha, cái này cũng còn ít. Này là 1.5 này, 10 mét nha. Sai nhỏ rồi, có cái cuộn này là nhiều nè, 0.650m, 1000 yên, cuộn này tới 200k này. Cuộn này thì còn này, như thế này nha, 0.6 nó nhỏ lắm mà đường dây bên trong còn nhiều nha, 50m. Cái này chắc cũng tầm khoảng 40m trong này. Cái này gồm 2, 4, 5 cuộn nha. Số 1 100k nha. Tiếp theo là số 2. Số 2 thì mình gồm có cuộn Sunlight này. Sunlight 0.2 nha, 240m, cuộn này còn nguyên nha, chưa sử dụng, màu xanh như thế này. Tải của nó là 1 LB, nó tầm 0 mấy gam thôi. Tầm nửa ký cá thôi nha các bạn. 300-400g. Sunlight 1.800 yên nè. 300 mấy ngàn, cuộn này còn mới luôn, chưa sử dụng, có tem mã code như thế này. Cuộn 2 150 nha. Tiếp theo là cuộn số 3. Cuộn 3 thì mình gồm có một cuộn như thế này, 0.25 nha, số của nó là 0.25, 100m. Cái này nó để 200m, 100m, loại dây gì đó nó để như thế này. Cuộn này là 200m nha, màu đen như thế này. Dây là màu đen, dây chất liệu gì nè, nó đẹp như thế này. Rồi cuộn này là 1685 yên, chưa sử dụng nha mọi người. Cực kỳ nhỏ luôn, ni lông nó có pha thêm tỷ lệ của cái chất gì nè, nó ra cái sợi cước lạ lắm nhé. 200m, 0.25. Đường dây của nó, đường kính của nó là 0.085mm này nhé, rất là nhỏ nhé, tải được là 1.1 LB, tầm 0.3-0.4 gam. Số 3 150. Tiếp theo là số 4. Số 4 thì mình có cuộn này 0.25, cũng giống cuộn này luôn, màu đen full 200m, tải được tầm 300-400g, 300-400g ké nhé. 4 150. Tiếp theo là 5. 5 thì mình gồm có cuộn Sunlight này, 0.35, 240m, đường kính của nó là 0.097mm này, rất là nhỏ, còn nghiêng này, chưa sử dụng luôn này, tải được là 1.75 LB, tầm 600g-700g ké. Số 5 150. Tiếp theo là số 6 nha. Số 6 thì mình gồm có một cuộn Sunlight này, cuộn này là Fluoro Carbon 100% nha, 150m, dây của nó là 0.5, đường kính là 0.117mm, tải được 1.5 LP, nó tầm 600g. Đó, bên trong còn nguyên full hộp luôn nhé, chưa sử dụng, 150m đủ nữa. Cái này là số 6 nha, 6 200k. Tiếp theo là số 7. 7 thì mình gồm có một cuộn như thế này, Fluoro Carbon 150m này,
dây của nó là 0.7 2.000 yên, tầm 400k cuộn này, 2,5 LB nha, miếng Japan. 0.7, 0.7 đường kính của nó là 0.138 mm, 0.138 mm đó. Fluorocarbon nha, cái này là số 7. 7 200k. Tiếp theo là số 8. 8 thì mình gồm có một cuộn Sunlight Basic như thế này. 0.8. Cuộn này là 300 m, tải được là 1,5 kg này, 3 LB. Đường kính của nó là 0.148 mm. 1,4 in. Cuộn này thì người ta sử dụng còn tới nút là 225 m này. Này là 225 m, nó còn một vớ bên ngoài nữa, nó chưa có phủ hết, nó chưa có sử dụng hết, cũng gần được 250 m. Này còn 250 m nhé, 250 m. Mẹ 8 180k nha. Tiếp theo là mẹ 9. Cuộn này là fluorocarbon nha các bạn, fluorocarbon đã để mã 9. Mã 9 thì mình có cuộn này fluorocarbon 100%. Cuộn này là 2160 1 LB. Không, dây của nó là 0.3, đường kính là 0.090 mm nha, 2.000 yên, 100 m. Cuộn này là còn nguyên hộp nha, chưa sử dụng luôn, nó kít luôn. Chứ thế này kết ở trên luôn. Bên trong như thế này, tôi mở đi. Rồi, còn mới luôn nha. Dây cực kỳ nhỏ luôn. Mẹ 9 nha, 200k. Cái dây số 8 này nha mọi người, nó fluorocarbon này, nó có pha thêm tỷ lệ của ấy thêm này, nó không phải là 100% nha. Cái này nó có pha thêm ni lông nữa, nên là nó vừa cứng vừa mềm. Tiếp theo là số 10. 10 thì mình gồm có số 4 500m, có sử dụng rồi, hàng của Nhật. Như thế này. Cuộn nó nè, 500 m, cuộn này sử dụng 50 m, còn 450 nhé, 450 m. Số 10, cuộn này là 180k, 450 m. Số 4 nha, cước số 4, màu của nó là màu như thế này. Tiếp theo là số 11, cũng là cước số 4, 500 m, 0.33 mm, đường kính của nó, cuộn này là đầy luôn nha. 11, cái này là 200k. Tiếp theo là 12. 12 thì mình có cuộn Lylon Tournament, tải được 6 kg, số 3 này, 0.285 mm nha, 600 m. Cuộn này thì sử dụng còn khoảng cỡ 250 m thôi. 12, 150k, màu xanh rêu. Tiếp theo là 13 thì mình có một cuộn Lylon, số 3 này, 11400 yên, tải được 6 kg, đường kính là 0.285 mm. Cuộn này tầm khoảng, cuộn này thì mình thấy còn đầy nha, nó có chột lỗ nhưng mà chưa sử dụng này. Cuộn này là cuộn 13, 230k, 13 230. Tiếp theo là 14, một cuộn Lylon Tournament 600 m, số 4, tải được 8 kg, đường kính là 0.33 mm. Sắp ba bên trong này, có sử dụng này. Cuộn này thì sử dụng ít đó, còn khoảng gần 500 m nha, nó mới sử dụng ít đó, 600 m nó chỉ tới này thôi nha, nó không có full đâu. 14, 180k nha. Tiếp theo là 15. 15 thì mình có một cuộn số 8, 500 m, cước số 8 nha, đường kính của nó mất rồi. Số 8, 500 m. Cuộn này thì còn khoảng
450 m nhé. 15, cuồng này là 270. 15 270 còn đầy nhiều nhé. Tiếp theo là 16. 16 thì mình gồm có một cuồng BE nè. BE tải được 4 lb, tầm khoảng 1,8 150 m nhé. Dây của nó là 0.09 nè. Dây của nó là số 0.09 nha. Rất là nhỏ nha mọi người. Nhỏ cực luôn nha. Đó. Màu cam như thế này. Chưa sử dụng nha. Dây cực kỳ nhỏ. Thương hiệu Revala, châu Âu. Cái này là 16 200k. Tiếp theo là 17. 17 thì mình có một cuồng BE 1.0 100m, dây của nó màu như thế này. Một màu nha. Màu xanh non như thế này đó. 17, cái này là 100k. 17 100k. Tiếp theo là 18. 18 thì mình có fluoro carbon này. 100% nha, dây này về làm leader đó. Đây qua. Số 4. Cái này là số 4 nha, 100m, 0.33 mm nè. Dây này thì sử dụng rồi nè, còn tầm 50-60 m gì đó, như thế này nha, còn như thế này. Cái này mình không có chắc được, mình không có chính xác được chiều dài nha. Nó tầm tầm thôi nha các bạn. Đó, về mình có bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu nha. Đó. Như thế này. Còn nhiều nha, đó như thế này. Rồi 18. Cái này là 150k nha, 18 150. Tiếp theo là 19. 19 thì mình có một cuộn Sunlight nè, fluoro carbon 100m. Số 5, 0.37 mm này. Cái này thì còn nhiều này. Đó. Tầm khoảng 60 m nha. Tầm tầm thôi nha. Đó. Rồi số 19. 19, 180. Tiếp theo là số 20. 20 thì mình có một cuộn Daiwa. Số 5, 100 m, 0.37 mm. Carbon 100%. Còn này còn nhiều này, cuộn này còn nhiều hơn nữa nè. Đó, cuồng này tầm khoảng cỡ 70-80 m. Cái này là 20. 20, 250k. Tiếp theo là 21. 21 thì mình có cuồng Dual, Dual số 8 này, 30 lb. Fluoro carbon 100%. Mizapan 100 m nhé, 0.47 mm. Đường kính của nó. Để mình coi. Nên nó còn này, còn nhiều lắm nhé. Còn còn cũng muốn gần đầy luôn đó, có sử dụng một ít rồi nè, tầm cho tầm 80 m. 21 250k. 21 22. 22 thì mình có một cuộn như thế này, Dual số 10 nha, 35 lb, 0.52 mm, carbon 100%. Dual bên trong nè, nó còn nhiều lắm nha, nó dày lắm. Cuồng này tầm khoảng 80-90 m. 80-90 m, 90 m. 22. 22, 300k nha. Số 10. Tiếp theo là 23. 23 thì mình có cuồng này. Cuồng này là 12, số 12 Sunlight carbon 100% basic như thế này. Cuồng này là còn nguyên, là chưa sử dụng nha. Còn cái tem như thế này, 100 m còn đầy luôn. Đó, còn đầy nó sẽ như thế này. Rất là nhiều nha. 12. Cái này là 23 nha, 23. 23 cái này là 400k này, 12. Tiếp theo là 24. Đai qua nha, 16. 100 m, 0.66 mm. 16 nha, carbon. Cuộn này là còn như thế này. Còn cho tầm 50 m. 24. 250. 25. 25 18. Số 18 nhé, 0.70 mm này. 100 m đây qua. Cuồng này còn nhiều nữa, còn như thế này. 5-6-70 m nhé. 18 nhé. 25, cái này là 300. 26 thì mình gồm có cuồng tournament. Tournament Perivat. Cuồng này là số 100 nha, size của nó size 100, tải được là 300 lb, tầm 150 kg nè, 140 kg.
3.200 yên, tầm 600k này. 50m nhé, cuộn phanh này là 50m. Hèn dập ba. Này về câu cá mập, câu biển rồi đó. 26 300k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận, mã cước kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.